365 ngày khắc kỷ. Ngày 17 tháng 3, vẻ đẹp của sự lựa chọn. Người ta không định nghĩa anh dựa trên thân hình và kiểu tóc, mà dựa vào khả năng lựa chọn của anh. Nếu các lựa chọn của anh đẹp đẽ thì anh cũng vậy. Trích những bài học của Epictetus. Có một câu thoại trong phim Fight Club: bạn không phải là công việc của bạn, bạn không phải là số tiền bạn có trong ngân hàng, bạn không phải là chiếc xe bạn lái, bạn không phải là những thứ bạn có trong ví. Rõ ràng là người bạn Epictetus của chúng ta chưa bao giờ xem bộ phim này, nhưng dường như chủ nghĩa tiêu dùng của những năm 1990 cũng tồn tại ở La Mã cổ đại. Rất dễ nhầm lẫn hình ảnh mà chúng ta trưng ra trước người khác với con người thật của chúng ta, đặc biệt là khi truyền thông phát đi những thông điệp cố tình che lấp sự khác biệt. Hôm nay bạn có thể trông thật xinh đẹp, nhưng nếu đó là kết quả của sự ám ảnh phù phiếm khi bạn loay hoay trước gương suốt sáng nay, thì các nhà khắc kỷ sẽ đặt vấn đề: bạn có thực sự xinh đẹp hay không? Một cơ thể được sinh ra từ nỗ lực chăm chỉ rất đáng ngưỡng mộ. Một cơ thể được tạo lên để cố ý gây ấn tượng trong mắt người khác thì không. Đó là điều các nhà khắc kỷ hối thúc chúng ta suy xét. Đừng quan tâm con người có hình hài như thế nào, mà hãy suy ngẫm xem những nỗ lực, những hành động và lựa chọn của họ ra sao.